Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Nghi sẽ chia sẻ cách mà Nghi chiên cá không có bị văng dầu ra ngoài và không có bị dính chảo. Thì cá Nghi đã ướp nước mắm và bột ngọt rồi khoảng 15 phút. Thì bây giờ Nghi cho lăn qua bột mì. Hiện tại thì Nghi đang sử dụng là bột mì đa dụng. Bình thường bột mì Nghi hay lăn bột mì chiên giòn lắm, nhưng mà bữa nay thì hết bột mì chiên giòn thì Nghi sử dụng bột mì đa dụng. Nên là các bạn lăn vào bột mì nào cũng được hết nha. Rồi mình sẽ đợi dầu nóng, rồi mình cho cá vào. Còn nếu như các bạn không thích ăn cá lăn bột, thì trước khi mình cho cá vào, mình sẽ cho một miếng bột mì vào trong cái dầu ăn của mình. Rồi mình hãy cho cá vào nha. Vì có bột mì, cái dầu ăn nó không có văng lên. Nó còn bình thường Nghi học theo cách cá lăn bột chiên này thì của người Hàn Quốc. Họ chiên cá, họ hay lăn qua bột để cho cá của mình nó không có bị dính chảo và nó không có bị văng dầu, và cái da cá nó được giòn, màu lại đẹp, đều nữa. Các bạn thấy Nghi dở lên nó dưới đích không hề bị dính luôn. Còn nếu như các bạn không lăn qua bột á, thì đa số cá của mình nó hay bị dính chảo. Cái chảo này là Nghi dùng, Nghi xào rất là nhiều luôn, nên là chiên cá sẽ rất là dễ bị dính. Mà khi mà Nghi lăn qua bột chiên thì cá nó không hề dính chảo. Các bạn thấy cái màu vàng nó cũng đều đẹp nữa nè. Nhưng mà cá lăn bột chiên giòn á, mình chiên xong mình ăn liền sẽ rất là ngon. Để nguội thì nó sẽ hơi bị mềm, nên là khi nào mình ăn lại thì các bạn nhớ chiên lại rồi mình ăn, nó sẽ rất là giòn ngon luôn. Nóng rất là ngon, nó không bị tanh nữa. Nếu các bạn thích video hãy cho Nghi xin một like và một lượt đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn.